Nam Mô A Di Đà Phật. Phát TV xin kính chào tất cả đại chúng nha. Thì hôm nay Phát TV đã sắp xếp được một thời gian để lên đây làm một cái sự ngắn và chia sẻ cái việc cho tất cả đại chúng mình hướng sử dụng Zoom như thế nào nha. Thì trong thời gian vừa qua thì Phát TV đã đăng tải những cái video của cư sĩ Nhân Đức lên các trang mạng xã hội. Thì trong đó là có nhiều chị em Phật tử, cô bác gần xa cũng nhắn tin và bình luận ở bên dưới cái video của con, nói là thầy ơi chỉ con tu Zoom, hoặc là Phát TV ơi chỉ cho con tu Zoom với, con không vào Zoom được để con cùng cộng tu với thầy được. Cho nên là ngày hôm nay là Phát TV sẽ dành một thời gian để làm một cái ký sự ngắn này để hướng dẫn cho tất cả đại chúng, hướng dẫn cho Phật tử, các chị em, cô bác đồ á, là cái cách mình vào Zoom như thế nào để được sử dụng Zoom một cách thành thạo để vào cùng cộng tu với cư sĩ Nhân Đức nha. Thì cái việc mà chúng ta tu Zoom mỗi ngày á là nó một điều rất là tốt luôn, bởi vì cái thời nạn này là cái thời nạn mạng pháp, nó rất là nhiều những cái vô thường nó xảy ra lắm. Cho nên là cái thời mạng pháp này chúng ta cần phải tinh tấn tu tập càng sớm càng tốt, bởi vì đời vô thường nó đến là không kể cả một người già một người trẻ nào hết. Khi Phát TV đọc những cái bình luận, những cái tin nhắn của cô bác Phật tử á, thì con rất là hoan hỷ, con rất là vui, bởi vì có nhiều người cũng vào, muốn vào cùng cộng tu với thầy. Đó là một cái từ trường rất là tốt. Cho nên là ngày hôm nay con sẽ làm hướng dẫn một cách chi tiết, một cách cụ thể để cho những người lớn tuổi, những người mà chưa bao giờ dùng điện thoại và những người chưa bao giờ biết Zoom là như thế nào, thì con hướng dẫn một cách chi tiết để cho tất cả ai cũng dùng được cái Zoom này để vào cộng tu cùng với cư sĩ Nhân Đức nha. A Di Đà Phật. Thì bây giờ con sẽ bắt đầu hướng dẫn cho đại chúng. A Di Đà Phật. Mong là đại chúng xem hết video, và đại chúng khi mà xem con hướng dẫn một cách sử dụng Zoom rồi mà vẫn chưa hiểu thì con sẽ để là cái số điện thoại ở bên dưới cái video với cái phần mô tả, thì để chúng mình có thể vào bên đó để liên hệ trực tiếp cho con sẽ gọi điện và trực tiếp hướng dẫn ha. Thì cũng có rất là nhiều Phật tử cũng gọi điện trực tiếp cho con để con hướng dẫn qua mạng luôn, và con gọi điện con hướng dẫn luôn là cách tải Zoom như thế nào và cách đăng nhập như thế nào để cho Phật tử đó sử dụng Zoom một cách thành thạo để vào cộng tu cùng với các cư sĩ Nhân Đức và đại chúng ở trên đạo tràng không chung A Di Đà Phật. Thì bây giờ Phát TV sẽ hướng dẫn tất cả đại chúng cũng như là cô bác anh chị cách mà sử dụng cái Zoom cũng như là tải cái Zoom về trên máy để cùng tu tập với cư sĩ Nhân Đức nha. Thì trên tay của con đây là một cái điện thoại là hệ điều hành Android ha. Thì bây giờ là con hướng dẫn cho tất cả anh chị là mình đang xài cái máy Samsung, Oppo hay là tất cả các dòng máy khác trước ạ. Còn đối với các anh chị mà xài cái dòng điện thoại iPhone thì con sẽ hướng dẫn sau ha. Mà iPhone thì nó cũng tương tự giống như cái tất cả các dòng điện thoại như Samsung, Oppo hay là dòng điện thoại khác thôi ạ. Thì bây giờ con sẽ hướng dẫn tất cả cô chú anh chị mình ha. Vì đầu tiên là mấy cô chú là phải có một là wifi hoặc là 4G ở trong này giùm con ha. Đó. Thì cái tiếp đến thì khi mà tất cả đại chúng mà muốn có được cái Zoom về trên máy thì cô chú để ý giùm con cái chỗ này ha. Đây cái chỗ này đây ạ. Cô chú mình thấy cái chỗ là cửa hàng Play đi không ạ? Đây cái cửa hàng chữ Play ha, thấy có cái hình như vậy và cái chữ như vậy luôn. Rồi cô chú mình bắt đầu cô chú mình nhấp vào đây giùm con nha. Rồi nhấp vào đây. Rồi nhấp vào đây. Thì khi mà nhấp vào trong này ha thì cô chú lưu ý giùm con là ở bên dưới cái góc chỗ này nè, cô chú mình để ý ha. Đây cái góc này có để cái chữ là gì ạ? Tìm kiếm ha. Thấy cô chú mình thấy cái chữ tìm kiếm không? Có cái hình là kính lúp ạ. Rồi cô chú mình nhấp vào, rồi nhấp vào giùm con nha. Rồi ở trên cùng đây là nó có cái chỗ này gì ạ? Tìm kiếm ứng dụng và trò chuyện đây ha. Rồi cô chú mình nhắm lấy cái tay nhấp vô giùm con nha. Nhấp vô. Rồi cô chú mình gõ bắt đầu ha. Gõ giùm con là tìm kiếm cho con cái chữ là Zoom nè. Đây cô chú chữ G, chữ Y ha. Rồi hai chữ O giùm con. Rồi chữ M. Đó, y chang cái chữ này giùm con luôn nha. Đây, y chang cái chữ này ha. Z-O-O-M. Rồi, cô chú mình bấm chữ tìm kiếm. Rồi, lúc đầu này, lúc này là cái chữ Zoom nó sẽ hiện ra cho cô chú mình đây ha.
Rồi cô chú mình thấy không ạ? Khi mà nhấp chữ tìm kiếm xong nó sẽ hiện ra cho cô chú là cái chữ gì ạ? Đây là cái chữ zoom đây ha. Đó. Còn cái chữ này cô chú mình không cần quan tâm đâu ha. Cô chú mình đọc được thì đọc được thì thôi. Miễn sao là cô chú mình là đọc được là cái chữ này nè ha, có cái chữ ZOOM và cái logo như này và cái biểu tượng như này luôn. Rồi kế bên này là cô chú thấy có cái chữ gì không ạ? Cài đặt. Đó. Cô chú nhớ nha, nhìn thấy cái chữ này không ạ? Cài đặt nè. Rồi cô chú lấy cái tay ha. Cô chú bên bấm vô cái chữ là cài đặt nè. Rồi cái chỗ này thì nó sẽ bắt đầu nó đang tải về cho cô chú mình nha. Đấy cô chú mình chờ cho cái vòng tròn này nè nó quay hết luôn 100%. Đó đang tải là nhiêu à? 16%, 20% nè. Rồi cô chú mình chờ một tí xíu nha. Đó cô chú anh chị mình chờ một tí xíu để cho cái này nó tải về máy ha. Thì cái này nó đang cài đặt về máy. Nên là cô chú mình đợi một tí xíu nha. Và hôm nay là con sẽ chia sẻ nhiệt tình và tận tình cho cô chú mình để cô chú mình có một cái zoom để mình xài, mình cùng tổng tu với cư sĩ Nhân Đức nha. Rồi tiếp theo, khi mà máy nó đã cài đặt xong rồi đó, là coi như là cô chú mình đã tải về xong rồi đó. Thì ở đây bên kế bên nó có chữ là mở. Cô chú mình thấy không ạ? Có cái chữ mở nha. Đây cô chú mình bắt đầu mở lên luôn giùm con nha. Rồi bấm chữ mở nè. Rồi bấm chữ mở giùm con. Rồi cô chú đợi một tí xíu ha, nó sẽ lót ra. Rồi khi mà cô chú mình bấm chữ mở xong ha, bấm chữ mở xong thì ở bên dưới này cô chú mình để giùm con ha, cái chỗ này là chào mừng bắt đầu với tài khoản của bạn ha. Thì cái này cô chú mình không quan tâm. Rồi cái chỗ mình đăng ký rồi cô chú cũng không quan tâm luôn, bỏ qua giùm con. Rồi cái chỗ đăng nhập cô chú cũng bỏ qua, không quan tâm giùm con luôn nha. Cô chú mình thấy cái chỗ màu xanh, ô màu xanh này không à? Đây cái ô màu xanh này giùm con nha. Rồi cô chú mình bấm vào cái ô là tham gia cuộc họp ha. Cô chú mình bấm vào đây giùm con. Rồi bấm vô nè, bấm vô đó. Rồi cô chú mình thấy nó hiển thị lên gì ạ? Chữ Y và chữ D, mọi người hay gọi là ID cuộc họp ha. Rồi cô chú mình thấy không ha? Rồi lúc này là cô chú mình nè. Rồi con sẽ hướng dẫn từng cái nha. Rồi ID cuộc họp, rồi cô chú mình chỉ nhấp vô cái số mà mật mã ID mà của. Rồi cô chú mình sẽ bắt đầu nhấp giùm con là cái số đó là 343 rồi 343 rồi một lần nữa là 3456. Rồi khi mà cô chú mình nhấp đúng 10 số ha, tổng cộng trên này là có 10 số. Khi mà cô chú mình nhấp đúng thì ở chỗ này nó có chữ là tham gia, đúng không cô chú ha? Rồi tiếp đến là cái chỗ này cô chú nhìn để giùm con ha, cái chỗ này nè là tham gia với một cái tên liên kết cá nhân, là cô chú mình đổi tên giùm con nha. Rồi bấm vô đây, cô chú mình bấm vô đây giùm con nè để đổi tên nha. Con xóa cái này đi. Ví dụ như cô chú mình tên gì thì cô chú mình ghi vào đây ha. Ví dụ con là tên là Phát TV thì con bấm là chữ Phát TV nè cô chú mình ha. Đó Phát TV, đó Phát TV. Khi để khi mà có cái tên này rồi, khi mà cô chú mình tham gia Zoom, cô chú mình mở cam thì mà tất cả mọi người đều thấy tên của mọi người trên này ha. Rồi khi mà nhấp tên xong rồi cô chú để giùm con ha. Lúc này là mà cô chú mình sẽ bấm giúp con là cái chữ là tham gia. Rồi tham gia, cái này là con đang hướng dẫn cho cô chú mình là vào cái zoom số 1 nha. Thì zoom số 2 nó cũng tương tự luôn. Rồi zoom số 2 ha, zoom số 2 chỗ này thì cô chú mình sẽ đổi số ha, tí nữa con sẽ hướng dẫn tiếp ha. Rồi bây giờ cô chú mình sẽ bấm là nút là tham gia. Đây cô chú bấm tham gia giùm con, rồi cô chú đợi một tí xíu ha. Rồi lúc này nó hiển thị lên mấy cái này, cô chú mình cứ bấm là cho phép giùm con đi ha. Cứ bấm cho phép giùm con đi ạ, bấm cho phép luôn. Rồi bấm cho phép luôn. Rồi khúc này nè, lúc này cô chú mình để ý ha giùm con nha, là cái chỗ này nó có hiển thị là cái gì ạ? Là nhập mật mã cuộc họp. Đó, cái chỗ này là cái mật mã ha. Mật mã này là mật mã là 1234 giùm con ha. Rồi cô chú mình nhấp vô đây nha, nhấp vô đây. Rồi cô chú mình bấm cho con là cái số là 1234. Rồi, khi mà cô chú mình bấm xong ha, cô chú mình nhấp cho con nè. Rồi bấm chữ ok. Đó, thì cô chú chờ một tí xíu ha. Rồi cái này cô chú mình cho phép giùm con, bấm cho phép luôn. Đó. Rồi bấm cho phép là bấm luôn cho con cái chỗ là gì ạ? Trong khi dùng ứng dụng luôn nha, cô chú mình bấm vào đây cho con luôn. Rồi bấm cho đã hiểu giùm con luôn. Rồi bấm trong khi dùng ứng dụng luôn. Rồi lúc này là camera của cái máy ảnh nó sẽ hiện lên cho cô chú mình nha, tắt giùm con. Rồi chỗ này á là cô chú mình bấm tắt mà tắt mic, mà chỗ này là cô chú mình tắt camera mà mở camera, chỗ này mở mic và tắt mic. Rồi lúc này là cô chú mình thấy cái dòng ở bên dưới không ạ, là có chữ là gì ạ? Tham gia. Rồi cô chú mình bấm cho đây giùm con ha, bấm vô đây nè, tham gia. Đó, bấm tham gia giùm con luôn. Rồi cô chú mình đợi một tí xíu ha, thì lúc này nó sẽ vào trong cuộc họp. Rồi chỗ này là cô chú mình bấm cho
bấm cho chữ ok giùm con luôn. Đó, để từ nó đang bị mờ cái dung lượng. Rồi cô chú này bấm chỗ này là bấm chữ cho phép giùm con luôn nha, bấm chữ cho phép nè. Rồi bấm chữ cho phép luôn, tiếp tục cho phép. Rồi lúc này là cô chú mình để ý nè, lúc này là đã vào được bên trong phòng họp của thầy Nhân Đức rồi, của cư sĩ Nhân Đức rồi nha. Thì lúc này thời khóa tu của cư sĩ Nhân Đức là con sẽ dán ở trên cái màn hình luôn để cho cô chú mình cùng biết ha, cái thời khóa tu đó. Thì hiện tại là con đã vào được bên trong rồi ạ. Thời hiện tại là cô chú mình để ý xem giùm con ha, được 83 người ạ. 83 người đang vào tham gia cuộc họp ha. Thì tí nữa là sẽ rất là đông luôn nha cô chú ha. Rồi ở bên này cô chú nhìn để giùm con này ha. Bên này là tắt cam và bên này là tắt mic nè, đó cô chú mình thấy không ha. Đó, thì con đã hướng dẫn tới đây coi như là đã hoàn thành rồi đó cô chú ha. Còn cô chú mình không thích thì cô chú mình có thể bấm là rời khỏi phòng Zoom á. À, cô chú mình bấm vào giùm đây giùm con ha, cái chỗ mà đỏ đỏ nè. À, rời khỏi phòng Zoom nè. Đó. Còn cô chú mình muốn xem là có bao nhiêu Phật tử thì cô chú mình cứ chơi vuốt qua bên đây ha. Vuốt qua bên tay trái. Đó, giúp bên trái thì ở bên này là có rất là nhiều Phật tử đang chuẩn bị vào Zoom để tu cùng thầy và nghe pháp đây ạ. À. Đó, nghe thầy chia sẻ ha. Đó, rất là đông. Rồi đây là cái mà con hướng dẫn cho cô chú mình nha. Đó, rồi cô chú mình, rồi giờ con trở lại vấn đề ha. Đó, rồi bây giờ con thoát ra nè, con thoát ra, con không vô phòng Zoom nữa ha. Và con cô chú mình lưu ý là cái lịch phòng Zoom ha, con sẽ thông báo sơ cho cô chú mình biết là cái lịch phòng Zoom như thế nào luôn ha. Thì một ngày gồm có 5 khóa tu cộng tu trên Zoom ha. Và đặc biệt hơn đó là ngày thứ bảy hàng tuần là sẽ có cộng tu vào lúc 12 giờ đêm, cũng như là ngày 29, ngày 10, những ngày mà rằm á, ngày 14, ngày 29 thì cũng có cộng tu lúc 12 giờ đêm cô chú ha. Rồi bây giờ con quay lại vấn đề chính cho cô chú mình xem ha. Rồi giờ con bấm sẽ là bấm rời cuộc họp nè. Đó, lúc này cô chú mình đợi tí xíu ha. Để bấm rời cuộc họp giùm con. Rồi, nó báo là rời khỏi cuộc họp. Rồi cô chú mình bấm vào đây. Lúc này là cô chú mình sẽ thoát ra khỏi bên ngoài ha, không có còn ở trong Zoom nữa. Rồi cô chú mình muốn bấm vô tham gia lại thì cô chú mình chỉ cần làm lại từ đầu thôi. À, bấm vào đây thì như con đã hướng dẫn cho cô chú mình rồi ha. Cái chỗ này á, là cô chú mình nhập cho con là 10 số, đó là nó có hai phòng Zoom ha, phòng Zoom số 1 và phòng Zoom số 2. Thì cô chú mình nếu như vào phòng Zoom số 1 mà đầy rồi thì cô chú mình có thể chuyển qua phòng Zoom số 2. Thì phòng Zoom số 2 thì cô chú mình cứ nhập cho con cái số là 363 363 3456 ha. Cô chú mình cứ nhấp vào bên trong này cho con là phòng Zoom số 2. Rồi về mật khẩu thì mật mã ID giống nhau cô chú ha, đều là 1234. Thì cũng giống như là cái bước đầu con hướng dẫn cô chú mình nha. Thì đó là con hướng dẫn chi tiết và cụ thể cô chú mình rồi. Còn nếu cô chú mình chưa hiểu rõ thì cô chú mình cứ liên hệ cho con qua số điện thoại ha. Còn con sẽ gắn cái số điện thoại của con trên cái màn hình luôn, hoặc là trên cái phần mô tả của video cô chú mình cứ nhấp vào bên trong đó thì con sẽ trực tiếp, hoặc là cô chú mình cứ để lại bình luận bên dưới video. Nếu cô chú mình chưa đăng nhập được, chưa biết sử dụng thì con sẽ sẵn sàng hướng dẫn cho cô chú mình nha. Thì mong là cái video này sẽ rất là hữu ích đến cho tất cả đại chúng được sử dụng Zoom một cách thành thạo để cùng cộng tu cùng với cư sĩ Nhân Đức. Con xin chào và hẹn gặp lại đại chúng. A Di Đà Phật.